Tao nghĩ là vậy nè, bây giờ mình chỉ cần chịu làm ăn, có tiền, giống như ông Bill Gates vậy đó. Vậy cái kiểu so sánh đó đi, tao không mơ giống được như ổng, cho nên tao vẫn phải chuẩn bị một nền tảng văn hóa cho thật chắc. Với lại nói thiệt với tụi bay, tao cũng không muốn phụ lòng của má tao. Với lại chế gia sư đã kỳ vọng và tin tưởng cho tao rất là nhiều. Vậy hồi đó giờ mày học quá trời thầy cô, mày không sợ phụ lòng, nãy giờ đi sợ phụ lòng một cô gia sư qua đường hả? Mày qua đường đâu mà qua đường, thôi đừng nói tào lao nữa. Thôi mày ơi, bây giờ mày học thì mày cứ học, còn cái chuyện thành lập công ty, chuyện mà quản lý cơ bản á thì tụi tao quản lý. Ừ, mày cứ đi học đi, rồi có gì tụi mình sẽ trao đổi qua email hay là gọi điện thoại gì đó, mày hiểu không? Hiểu. Bây giờ á, gia đình tao đã chấp nhận đưa vốn cho tao làm, nhưng mà vốn có hạn. Thằng Hưng cũng vậy, hai tụi tao không đủ mới cần tới mày, hiểu không? Là ba đứa mình á chơi chung với nhau từ hồi đó tới giờ, tính tình cũng hợp nhau, cách suy nghĩ nó cũng tương đồng với nhau, chứ lại cũng chả ai ăn hiếp ai hết, cho nên nếu như tụi mình mà hùng lại làm ăn chắc chắn sẽ thành công. Nãy giờ hang bay nói vòng vòng tao chưa hiểu gì hết. Nói rõ hơn thử coi chuyện gì. Là vậy, ba tao với lại nhà nó đều đã đồng ý cho tụi tao mở công ty, thì tụi mình cũng đâu có tới nỗi nào, đúng không? Vấn đề là tụi mình chịu cày. Tao muốn làm một cái gì đó lớn lao để cho ba má tao nở mày nữa mày. Kế hoạch là như vậy, ba đứa mình sẽ chia ra làm 3 phần, hùng giống nhau, mai mốt có công ăn chuyện làm á cũng sẽ chia ra 3 phần làm bằng nhau luôn. Tao nghĩ nếu tụi mình mà hợp sức lại chắc chắn sẽ thành công. Đó, giờ tao với nó là ok rồi, còn một mình mày nữa thôi. Sao? Sao? Ok không? Anh nói là anh sẽ tới đón em, mà anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có biết là hồi nãy một chút xíu nữa thôi là em leo lên xe của người khác em quá gian rồi không hả? Ủa rồi sao không quá gian người ta luôn đi, chứ đợi anh làm cái gì? Tại em thương anh, em thấy anh tội nghiệp, em sợ là anh tới em đón em không được rồi anh khóc nhè sao? Trời, làm như người ta dễ khóc nhè lắm bằng vậy. Nói chứ anh sẽ quay trở về nhà gấp để kiểm tra sự an toàn của hai má anh như thế nào. Cũng may á nha, là đã cứu được một bạn thân trong ấy. Thiệt chứ em cũng đâu ngờ là gia đình của anh có hoàn cảnh éo le vậy đâu. Mà thôi anh cứ suy nghĩ thoáng chút đi. Thật ra ba anh cũng là dạng hy sinh đời bố mà cũng cố đời con thôi. Phụ người đàn bà này một chút, bạc người đàn bà kia một chút, nhưng mà cũng đâu có hại ai đâu nè. Nói gì em cũng nói được mà. Thì em chỉ suy nghĩ đơn giản thôi mà. Dù gì đó cũng là ba của anh đúng không? Cho dù như thế nào vẫn là ba của anh. Mà ba của anh làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ là muốn tốt cho anh. Bây giờ anh nên mở lòng với ông ấy thì tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà anh nhận mọi thứ từ ông ấy một cách vui vẻ như vậy á, thì anh cảm thấy có lỗi với hai má của anh lắm. Ông đã gây ra biết bao nhiêu là điều đau khổ đối với mấy mẹ con của anh rồi. Bây giờ ông có đem qua bao nhiêu tiền bạc hay là bao nhiêu của cải vật chất đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp nổi đâu. Em nghĩ á, cho dù lỗi lớn tới cỡ nào mà người ta đã thành tâm muốn xin lỗi á, thì mình cũng nên bỏ qua. Chứ anh và mọi người có cố chấp để làm được cái gì đâu. Rốt cuộc mối quan hệ của tất cả mọi người chứ đi vô họ phục đúng không? Mà anh thấy chuyện vậy em cũng suy nghĩ thoáng là đơn giản quá ha. Tao hiểu rồi. Quá hay, tao ok. Tao cũng đang muốn chứng minh cho mọi người thấy là tao đã thay đổi, đã trưởng thành và chín chắn hơn trước, biết suy nghĩ cho cuộc sống tương lai sau này. Được rồi, tao sẽ hùng với tụi bay hai tay hai chân. Hùng tiền với hùng hai tay hai chân chi ba. Mà nè, muốn chứng minh cho ba má mày thấy hay muốn chứng minh cho cô gia sư bé nhỏ thấy? Nữa, thằng nào cũng đàn ông, lớn hết rồi đừng có bà tám giùm tao cái. Chuyện ai nấy lo đi nghe chưa. Nè, anh có cái này muốn hỏi em nè. Nếu như giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nha. Một ngày nào đó có một người á, họ phản bội em, họ làm cho em đau khổ, thì em có dễ dàng tha lỗi cho họ? Em sẽ đối xử tốt với người đó, tốt thật là tốt, để cho người đó cảm thấy là trên cuộc đời này không có ai đối xử tốt với người đó bằng em hết. Chính vì họ cảm thấy như vậy, họ sẽ không có cơ hội để phản bội em. Nè,
Ừ. Cái bộ ôm cũng lành nghề quá ha. Mẹ, nói gì vậy? Làm nghề hồi nào mà kêu người ta lành nghề hả? Có tin là tôi giận đó hả? Tôi bước xuống xe. Tin. Đừng. Anh tin mà. Chọc xíu thôi mà giận quá. Biết mà, biết em là gái ngoan mà. Nhưng mà nói gì thì nói, phải hiền lại một chút đi. Thì đây mới nghẹp friend. Còn cứ chảnh chảnh hung dữ là để unfriend luôn đó nha. Trời đất ơi, nói chuyện làm giống như mình là sói ca không bằng á. Không sói thì cũng là tướng, mà là tướng to nữa kìa. Không biết phải tướng to không hay là mấy cái bình chót á. Trời, lúc đó chắc tôi quê chết luôn á. Dạ, chú có khách. Tôi biết rồi. Tôi cần nói chuyện riêng với bác sĩ. Dạ. Anh Sáng. Bác sĩ cứ ngồi. Ông này giới thiệu là bác sĩ điều trị của dì Hai. Vậy thì ông có liên quan gì tới ông Sang? Có chuyện gì vậy anh? Bác sĩ cho họ uống trong bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em đưa 2 lần. Mỗi lần uống 1 tháng. Bác sĩ có thể nào tăng liều cao hơn được không? Và cho họ uống kéo dài ngày ra. Không được. Thuốc này uống nhiều kết hợp với hàm lượng cao có thể gây biến chứng, làm tê liệt thần kinh thực vật, chưa kể bị teo cơ nữa. Hậu quả là như thế nào? Hậu quả là người dùng sẽ bị mệt mỏi, vận động khó khăn, nặng hơn là sẽ nằm liệt giường. Có chết người không? Nếu như ngừng thuốc thì sẽ không sao, nhưng phải hồi phục tích cực, nếu không thì... Nếu không chết người là được rồi. Bác sĩ cứ tăng đô lên cho họ đi. Nhưng em... Bác sĩ à, tôi chỉ cần cho họ nằm im, để cho tôi rảnh tay lo cho thằng con của tôi. Tôi không có giết họ đúng không? Nếu như để họ nhẫn nhơ như vậy, thằng Lâm sẽ không toàn tâm toàn ý mà lo cho công việc đâu. Bác sĩ cứ làm theo ý tôi đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi. Dạ, nhưng khi nào em thấy đủ, em sẽ cho họ ngưng thuốc. Khi nào họ ngưng thuốc, tôi sẽ báo cho bác sĩ biết. Bác sĩ đừng có áy náy gì hết. Dạ, em hiểu ý anh rồi. Ừ. Bác sĩ có thể về, mà nghe dặn nè. Tuyệt đối không để cho bất kỳ ai bắt gặp bác sĩ ở căn nhà đó, rõ chưa? Không lẽ mình cứ tiếp tục đẩy những người đàn bà đó vô đường cùng, chỉ để giành lại con trai của mình sao? Mình không sợ bị trả giá sao? Alo. Em nghe nè chị Thư. Lâm ơi, chị mới nghe được chuyện này động trời luôn nè. Ông Sang á, ổng đang âm mưu hại dì Hai với dì Đông. Thiệt như vậy hả chị? Thiệt. Như vậy là những nghi ngờ của em về ông ta là đúng. Em biết rồi. Tại sao ông ta không biết dừng lại, không biết quay đầu lại mà? Tại sao ông ta muốn hại 2 người mẹ khốn khổ của mình tới cùng thì ông ta mới chịu? Thiệt tình mình cũng không thể nào hiểu được. Mình lại có một người ba độc ác như vậy. Bây giờ mình phải làm cách gì để ngăn chặn ông ta lại đi?
được 800 mấy á. Bữa nay lời khá khá nha. Thiệt là tiếc, đã bỏ phí không biết bao nhiêu thời gian đó má. Phải chi mà má con mình ra buôn bán sớm á, thì bây giờ có khi á, mình có nhiều tiền để xây nhà giống như vậy hai vậy á má. À, con nói xây nhà má mới nhớ nè. Chắc chắn là cậu Sáu con có hùng tiền vô vụ xây nhà đó. Tại lúc trước con hai mà làm nhà, má thấy cậu Sáu ba cứ chở đi chở về à, mua này mua kia, chẳng lẽ chở đi không, không bỏ tiền vô, đúng không? Thôi kệ đi má ơi, cậu muốn làm gì thì cậu làm. Dù gì á thì cậu cũng phải lo cho vợ tương lai của mình chứ. Má đó, đừng có ý kiến ý cò, rồi má công cậu giận hờn bỏ đi, mất hết tình chị em. Nói vậy thôi, thì về vợ của nó muốn lo gì nó, à, nó cứ lo đi, má đâu có quan tâm đâu. Trời ơi, ôi, tiền đâu nhiều vậy, điếm phụ vậy? Thôi. Hả? Gì đâu mà linh dữ, mới nhắc cái xuất hiện liền. Thôi được rồi, tiền cứ cậu con đếm, tiền tôi đếm, khỏi lọt đâu hết á. Bữa nay lời cũng được kha khá. À, chỉ có bực mình chút xíu, có mấy mẹ kia kìa tới hả, lựa tùm lum la, mua thì ít mà làm dập rau nhiều, cuối cùng á chị phải bán rẻ cho người ta chứ không còn lời nữa đó. Ừ, lần sau chị gặp mấy con mẹ đó mà chị sẽ đốt phòng lông, đuổi mấy mẹ đi, không cho mấy mẹ mở hàng nữa, bực mình. Trời ơi, khách khứa thì phải có người này người kia, mình buôn bán thì phải chịu nhịn chút đi. Tại cậu Sáu không biết á, chứ lúc này má còn dịu dàng dữ lắm. Thôi cũng may à, cũng may bà sống ở cái đất này á, khí hậu hài hòa cho nên con người cũng hiền lành. Thử bỏ bà ngoại sống coi, trời đó, trước sau gì bà cũng thành cái bà bán rau chửi khét tiếng thiên hạ cho coi à. Cậu làm như tôi không biết vậy hả? Ở đây á, mà ha, giống như ngoài đó hả, thiên hạ đập cho gãy răng, không còn cái nào ăn cháo nữa. À, cũng biết ha. Họ không cần đập, chỉ cần á, họ không mua bán với má nữa thì má ắt phải ngậm miệng ăn tiền thôi. Ờ. Mà biết chứ sao mà không biết. Má chỉ thích á, bở vậy mới nói má yêu tiền lắm. Mà những đồng tiền chính mồ hôi nước mắt mình làm ra mới quý, đúng không? Đúng rồi đó. Sao tới bây giờ con mới cho má hay vậy hả Lâm? Dạ, con cũng mới biết đây à. Nhưng mà con ghìm lòng, không dám nói cho má biết. Con sợ khi mà con nói ra, má lại sốc. Lúc đó má càng bệnh hơn nữa đó. Sốc cái gì mà sốc? Cuộc đời của má sốc hết chuyện này tới chuyện kia riết rồi má lì rồi. Mà cậu thấy chưa, tâm địa của nó độc ác quá mà. Bây giờ nó còn muốn giết luôn má nữa đó con à. Má Hai, má có tin con không? Sao con hỏi vậy? Má không tin con, má tin ai hả Lâm? Vậy má hứa với con một điều nha, là má đừng có nói cái chuyện này cho bất kỳ ai biết hết. Ê, trời đất ơi, sao không nói? Trời ơi, con phải cho má nói chứ. Đáng ra con phải để cho má la làng lên nữa kìa, để cho công an tới á, còng nó rồi bỏ tù nó mọt gông chứ sao con không cho má nói hả Lâm? Con... Rồi, má hiểu rồi. Con còn nể tình nó là thằng cha của con đúng không? Không phải đâu má, nếu như vậy thì đơn giản quá. Với lại cái số thuốc đó cũng đâu có đủ kết tội đâu. Với lại mình cũng đâu có chứng minh được rằng cái số thuốc đó là từ ông ta đâu. Bởi vậy ông ta không có dễ dàng lọt lưới đâu má. Má, con có cách của con mà. Ta nói nó đi làm cho người quen, mới đi làm thôi mà không biết nó làm lâu dài được hay không thôi. Công việc của Thư chắc bận rộn dữ lắm ha bác. Có mấy lần con điện thoại cho Thư nhưng mà toàn lúc Thư bận không à. Ừ, con nhỏ này tính như đàn ông á mà. Nó đã không làm thì thôi, mà làm á là phải tới nơi tới chốn, cho nó đàng hoàng nó mới chịu. Rất là siêng năng, rất là rõ ràng. Đi làm về á là tối mịt, mệt rồi ngồi thừ người ra không mà con ơi. Điều này chắc mai mốt cho về khỏi đi làm luôn quá. Hả? Nói gì vậy? À, dạ không có gì. Ờ. Cách gì con nói cho má nghe coi, con tính làm sao? Con muốn ông ta trở về đúng điểm xuất phát, trước khi mà ông ấy mướn người hại mẹ con. Má Hai, con muốn cái chuyện này chỉ có con với má Hai biết thôi. Má đừng có nói cho bất kỳ ai nha má. Má, má giúp con nha má. Sao má không có hiểu gì hết đó Lâm? Nhưng rồi cái đống thuốc đó với thằng cha bác sĩ con tính làm sao nè? Dạ, nếu như mà thằng cha bác sĩ đó lại đây nữa thì má cứ nhận hết số thuốc đó đi. Nhưng mà má đừng có uống, rồi má gom toàn bộ số thuốc ở lại má đưa cho con. Còn ngày mai á, con đưa má đi khám tổng quát thêm một lần nữa, rồi xin thuốc khác của bác sĩ uống để cho má mau hồi phục. Sẵn tiện con hỏi xem mẹ con sẽ uống thuốc gì,
để giải hết những loại độc tố đó. Lâm ơi là Lâm, cái chuyện gì con bạn tính sao con phải nói cho má biết chứ. Có chuyện gì má còn tiếp tay với con. Con mà tính chậm một cái ha, nó tới tận đây nè, nó thủ tiêu luôn má, lúc đó mất xác. Lúc đó cho con tính ha. Nếu như vậy á, má gọi điện hẹn bác sĩ đó, xem ngày nào giờ nào đến đây đưa thuốc cho má, rồi lúc đó má gọi điện báo cho con biết nha má. Vậy được đó. Thì này má phải cho tụi nó chết hết cả lũ mới được. Vàng ép quá cậu. Ủa, thưa ba, con mới về. À, nè, bạn của con chờ con nãy giờ đó. Dạ. Vô nói chuyện với bạn con đi nha. Dạ, ba đi nấu rồi. Cơm nha. Dạ. Chào bác. À, ngồi chơi. Nấu cho ba người ăn nha ba. À. Ủa, sao không vô nhà ngồi? Ngồi ở ngoài này giống như là chó chờ chủ về đúng không? Này tự nói nha, không phải tôi nói đâu. Tôi thích ngồi ngoài đây, mát mẻ. Ừ. Rồi sao? Mệt lắm không? Mệt chứ. Dạ, con chào dì Tư. Chào dì Sáu. Ờ. Chào má, con chào cậu Sáu. Làm chở dì Thí về kìa má. Tao đâu có đuôi. Ờ. Hai bay bữa nay về sớm dữ ha. Dạ. Dạ. Hôm nay được về sớm, nhưng mà tại vì á Lâm mà muốn ghé nhà mình á để chi vậy? Ra mắt bà con nội ngoại hai bên hả? Hả? Trời đất ơi. Con nhỏ này cái miệng tút 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 à. Làm giống như đàn ông con trai của người ta không biết bắt cỡ không bằng á. Đàn ông hay con trai? Cái chuyện đó tôi có cần phải nói với cô không? Dạ, con xin phép dì Tư, xin phép chú Sáu cho con chở Thúy đi công việc một chút. Muốn chở đi đâu con cứ chở đi, cần gì quanh về đây xin chi mất công. Trời ơi, con cái giờ thời buổi giờ muốn đi thì nó đi. Tới mà không gọi trước vậy hết trơn á, chờ là phải rồi, mốt tới gọi tôi nha. Biết rồi, nè uống đi. Tôi thấy giống như là tôi tới lộn nhà hay sao, nhà của Kiệt chứ không phải nhà tôi á. Giỡn hoài. Ủa mà nghĩ sao vậy? Nhậu hả? Làm gì đem đi chút xíu vậy? Nè, uống ly của tôi luôn đi. Mấy hôm nay á, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng mà không có người để nói. Vậy có thích nói với tôi không? Thích. Thích thì mới qua đây nè. Nhưng mà sợ công việc của Thư bận rộn cho nên không có dám điện hoài. Ủa thì đừng có điện từ lúc 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mà Thư mệt rồi sao? Cũng giống như vậy nè. Ủa ngồi nói chuyện thôi, mắc gì mệt. Gì vậy? Nói đi tôi nghe nè. Chuyện vui hay chuyện buồn? Nói đi. Nè, 2, 3. Nếu vậy á thì Kiệt sẽ kể chuyện vui trước nha. Ừ. Đâu có cần nói với ông bà cha mẹ biết gì. Chỉ có khổ ông bà cha mẹ già ngồi ở nhà với chắp tay cầu trời khấn Phật cho đi bình an rồi không có bị ai hại. Dạ. Thúy mà đi với con thì không ai dám làm hại Thúy đâu. Cậu có đảm bảo chắc chắn rằng cậu không biết nó thành người bị hại không? Trời, dì Tư hỏi cái đó con cũng khó trả lời thiệt á. Nhưng mà bộ dì Tư nhìn mặt của con gian dữ lắm hả? Không có đâu. Thằng này tôi biết nó quá mà. Nó dễ thương đàng hoàng hiền lành lắm. Chính cái chỗ đàng hoàng hiền lành dễ thương mới dễ lừa người ta nữa. Ôi con bà không lừa người ta thôi bà ơi. Con nghe cậu Sáu nói xấu gì con á? Thì tao nói cho thằng Lâm nó cảnh giác mày ơi. Trời, chú Sáu làm như con dễ dụ lắm không bằng á. Tại con với Thúy làm chung công ty với nhau nè, nên lâu lâu con chủ động rủ Thúy đi uống cà phê rồi mình nói chuyện cho nó tạo mối quan hệ trong công việc. Thôi, có gì đâu. Con đứng đây giải thích vòng do tam quốc gì nữa, có đi đâu đi lẹ đi, rồi về sớm. Con gái nữa rồi đừng có đi về khuya quá nha. Dạ, tại con muốn chở Thúy về đây để xin phép về tương tiến. Chứ lỡ hai đứa đi về trễ quá, cả nhà mình lại lo nữa. Thôi đi đi. Mà ráng bảo trọng nha, đường xá bây giờ nó nguy hiểm lắm á. Dạ, con cảm ơn dì Tư. Con cảm ơn cậu Sáu. Gì vậy mày? Tự nhiên nãy giờ chú đã đi về chuyển qua cậu Sáu là sao? Dạ. Ý gì? Có ý gì đâu, thì anh Lâm anh nói theo con thôi. Ủa nói là gì của mày thì không phải theo ý mày. Vậy thôi để mai mốt con gọi cậu Sáu là ba luôn đi cho nó dễ. Cái thằng này công nhận nó hiểu đời thấy sợ luôn á. Ê nè,
có về bệnh á nhớ nói với má hai mày. Dạ. Ngày mai ba Sáu á chở hàng cho khách xong rồi ba Sáu chạy qua tập đi cho má hai mày, nhớ chưa? Dạ 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 con biết rồi ba. Con đi nha, con đi. Đi. Ê, đứa đi chơi vui vẻ ha. Dạ. Anh đi nha. Nè. Đi chạy cẩn thận nha. Con á, ngồi nhớ ôm lại chứ coi từng té nghe chưa. Trời ơi, mấy cái này mắc khỏi dạy nghề con. Lên. Cài cái nón bảo hiểm lại đàng hoàng. Hai đứa thấy thường ghê. Không biết đến chừng nào con mới có một thằng xe ôm miễn phí như vậy đây. Trời ơi, con là con của má, con đừng lo chuyện đó ha. Mai mốt mà trai xếp hàng dài thì đây ra tuốt ngoài kia. Nó tha hồ cho con lựa muốn ôm thằng nào thì ôm. Con không có tham lam vậy đâu. Con chỉ cần có một thằng thôi mà còn không có đây nè. Kiệt với đám bạn của Kiệt á đang hùng hạp để mở công ty. Thiệt á? Thiệt. Bây giờ á Kiệt muốn là một người có sự nghiệp, có gia đình ổn định như những người bình thường khác. Đó giờ bớt bình thường hả? Lúc nào cũng giỡn được hết á. Kiệt sẽ cố gắng xây dựng công ty này thật vững chắc. Lúc đó Thư về làm với Kiệt nha. Không biết nữa. Tại hiện tại tôi đang làm công ty này á, là công ty của người quen luôn. Cho nên đâu thể nào nói mình bỏ đi là bỏ đi. Nhưng mà không biết làm ở đây bền không nữa. Tại vì cái công ty gì mà đủ thứ chuyện á, mệt lắm. Bất cứ lúc nào mà Thư muốn á, cứ về với lại công ty của Kiệt. Kiệt luôn quan nghênh. Nhưng mà nè, không mới được làm ở những công ty khác nữa đó nha. Hứa đi. À, biết đâu mai mốt tôi về công ty Kiệt, công ty Kiệt không còn rồi sao? Đó, nói xui không à. Được rồi, Kiệt hứa sẽ xây dựng công ty này thiệt là vững chắc. Để cho Thư có lòng tin Thư về với Kiệt được chưa? Xuất sắc. Nói như vậy là tôi thấy chắc cú rồi đó. Làm đi. Cảm ơn Thư đã tin Kiệt nha. Ừ. Mới có một chuyện à. Mẹ Kiệt ly dị với ông ấy rồi. Theo Kiệt, đó là chuyện vui hay chuyện buồn? Mừng, vì mẹ của Kiệt cũng đã tìm được người sinh ra Kiệt rồi. Vui không? Mà công nhận nha, gẫm lại thấy mình cũng có phước ghê ha. Coi người ta không có ra gì. Đó giờ ghét người ta, kiếm chuyện đánh đập vậy người ta không để bụng. Vậy mà còn giúp đỡ cho mình làm ăn nữa. Cầu trời cho làm sao á, thằng Lâm thương con Thúy thiệt đi. Thì anh Lâm phải thích chị Thúy cho nên mới rủ chị đi ăn kem chứ má. Ủa mày nói gì? Sao tôi nhớ con nhỏ này nó ghét ăn kem lắm mà. Trời ơi, tại vì không có tiền ăn cho nên nói vậy cho đỡ thèm thôi cậu ơi. Chứ kem ai mà không thích, muốn đã thằng chết. Nhưng mà cái con này hậu đậu lắm, tôi lo quá. Mày lo cái gì? Thì bây giờ con Lâm làm sếp lớn rồi. Còn con này á, cư xử hậu đậu lắm. Nên tôi sợ nó cư xử không phải phép làm cho con Lâm giận. Ôi bây. Coi như xong phim rồi đó. Ôi thôi đi bà ơi. Người ta có học có hành đàng hoàng. Trời ơi, đâu phải là muốn giận giận không không đâu. Lo ba chuyện tầm xàm không. Thì chính như vậy tôi mới lo. Thì con thấy nhà mình không có gì hết. Lúc trước nó giúp cho Thúy học cái lớp gì bổ túc nghề vậy đó. Bởi vậy nó mới có được cái việc làm. Chứ không thôi cả đời mấy mẹ con bán rau. Chết luôn quá. Trời ơi, làm gì chết. Bộ bán rau, bộ là cái nghề thấp hèn lắm hay sao vậy. Người ta bán rau kìa. Nhưng mà người ta nuôi cả nhà, nuôi con học đại học, nuôi người bệnh ở trong bệnh viện. Còn cao quý hơn biết bao nhiêu người nữa kìa bà ơi. Tôi hiểu rồi, từ tôi lỡ lời cậu ơi. Trời ơi, tôi nói bán rau đây là nói má con tôi. Chứ tôi có nói động chạm tới ai kia đâu, tự nhiên lồng lộn đi trời. Mấy mốt làm vợ rồi chắc là đội lên đầu, không ai dám dòm luôn quá. Trời ơi, vợ tôi đội chứ không để tôi đội vợ hàng xóm. Không, mẹ Kiệt buồn dữ lắm. Mẹ Kiệt nói sao? Mẹ nói mẹ gặp rất là nhiều chuyện, cho nên bây giờ mẹ muốn lên chùa làm công quả. Rồi Kiệt có để cô đi không? Trời đất ơi, sao tự nhiên để cô lên chùa? Thư không hiểu đâu, mẹ Kiệt khổ nhiều lắm. Thôi được rồi. Nói chung là tâm nguyện của cô muốn như vậy á, thì cứ để cô làm thôi, không thể nào cản được hết. Nhiều khi lên đó cô cảm thấy thoải mái, thư thả hơn. Còn vấn đề của Kiệt bây giờ á, là phải lên thăm mẹ nè, kể chuyện vui cho mẹ nghe nè,
kể mấy chuyện kiểu như là mình sắp mở công ty với bạn, rồi chuyện mình sắp trở lại cuộc sống giống người bình thường, chuyện ABCDEF gì đó, chuyện gì mà nó vui vui á, kể để cho mẹ thấy vui, mẹ thấy yên tâm về mình. Mẹ của Kiệt á, mà biết Thư gọi bác ấy là mẹ, mẹ của Kiệt chắc sẽ vui lắm á. Thì đừng có tưởng bỡ nha. Sao? Thì tại vì tôi đang nói chuyện với Kiệt cho nên là tôi mới xưng hô vậy, chứ bình thường ai gọi gì kỳ à. Cái vấn đề Thư nói á là chuyện của Thư, còn Kiệt nghĩ là chuyện của Kiệt mà. Lúc nào cũng vậy. Cũng vậy, mới là người chung thủy đó. Chứ Thư mà gặp á hả, người lúc này lúc khác là Thư mệt cho coi. Thôi, tám về đủ rồi, Kiệt về nha. Chào ba giùm tiếng. Mới gọi là gì á? Thì người ta gọi mẹ của tôi bằng mẹ, thì tôi gọi ba của người ta bằng ba thôi, có gì đâu bất ngờ. Kiệt thưa ba về kìa ba ơi. Trời ơi, mệt ghê. Đi có ai nói gì đâu, tự nhiên cái lòng lộn lên, làm chị em mất đoàn kết cây lộn nhau. Tao lo đây á là cái bằng cấp con Thúy nó kém thằng Lâm, rồi cư xử không phải phép. Đã vậy quan trọng nhất cái nhan sắc của nó không bằng tao hồi xưa. Bởi vì thằng Lâm mau chán là bỏ nó chết luôn á. Đó đó đó, mày thấy không, mày thấy không? Trời ơi, mày thấy bả không? Lo ba chuyện tầm xàm đâu không. Thằng Lâm á là cũng là xuất thân là cái người lao động, cũng từ cái gia đình nghèo ra, người ta không có quan trọng cái bề nổi bên ngoài đâu bà ơi. Lo cái gì đâu không. Cái vấn đề là con Thúy kìa, làm sao mà nó sống là phải chân thành thật lòng tận tụy với người ta là được rồi. À, tận tụy thật lòng hả? Trời ơi, cái gì đó có thừa. Lòng, ruột, gan, tim, thể phổi nó có thừa đầy đủ. Trời ơi, cái đó không có chết sao mày? Tao bó tay với bà rồi đó. Trời ơi, má nói gì mà trớ quớt vậy má? Ý cậu sao nói á, là mấy cái đó là mấy cái đức tính của con người, mà má làm đem mấy cái bộ phận của cơ thể ra má nói là sao? À, thôi mày ơi, mày giải thích chi cho bà cho mệt. Tao nói thiệt bà, từ nhỏ tới lớn bà có bao giờ bà biết là chân thành thật lòng tận tụy với ai đâu. Thế nè, cái này cậu nói quá nè. Cậu làm tôi á là chỉ có cái chân giả, sống dối lòng, không biết suy nghĩ nè. Làm gì làm, tôi cũng chỉ là con người bình thường, thì cũng có những suy nghĩ bình thường. Khi tôi ghét thì tôi nói tôi ghét, tôi thương tôi nói thì tôi thương, thì sống một cách bình thường nhất. Chứ chẳng lẽ gì cậu muốn tôi sống giống ai? Chẳng lẽ là đi giống hai bán ra hả? Chứ trời ơi, xấu quá. Trời ơi, soi gương đi má. Trời ơi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai xấu được dường như tư. Xấu gì ta? Nói bà ơi. Xấu nè, cậu cháu mày hù ăn hết tao hả? Đứng lại, đứng lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật Tổ về chứng giám lòng thành của con. Chúng con đã bán hết gia sản để cúng dường, mong tìm được đứa con gái. Nhưng giờ này nó đã trôi dạt nơi đâu? Mô Phật, ngày xưa vì lỡ dạy con đã xua đuổi nó đi, đến khi hối hận thì không còn kịp nữa. Vợ chồng con chỉ có một đứa con gái này, mong Phật Tổ hãy chứng giám cho con tìm lại đứa con gái trương vũ giang mi của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông Hà, ông đừng có xúc động quá, ráng giữ gìn sức khỏe để còn gặp con nữa. Người ta đã chỉ mình vô đây rồi á thì mình cũng đã có hy vọng rồi đó ông. Con chỉ mong tìm lại đứa con gái mình trước khi chết. Ba. Mi. Ba. Con gì mà mi? Trời ơi, con. Con ngóng ai vậy? Ngóng thằng Lâm, con Đông hay là ngóng thằng Sáu Ba Gác? Cái thằng Ba Gác á thì bây giờ nó đi chở hàng cho người ta rồi. Còn mẹ con Đông á thì tía biết rồi đó.
Vô đây ngồi. Biết làm sao hả? Tụi nó đi rồi á thì biết giờ nó về, hơi đâu mà ngóng nó. Trời ơi tía ơi, bộ tía không thấy nhà mình mấy ngày hôm nay sao? Mẹ con Đông á như mặt trăng với mặt trời vậy đó. Con Đông nó cứ tránh mặt Lâm hoài à. Sao vậy? Thì cũng cái chuyện của thằng Lâm, nó đi làm trong công ty của thằng cha nó đó. Con Đông nó không chịu chứ làm sao. Ê, tía thấy cũng hơi khó ha. Chuyện thằng Sang làm ngày xưa đó, ai mà tha thứ cho được. Nhưng tội cho thằng Lâm, từ nhỏ tới lớn tới giờ nó không có nhìn được mặt cha nó. Bây giờ có cha nó rồi, phải cho nó nhìn chứ. Ngày xưa vì tức giận để lỡ hôn ước và đại phát, cho nên ông cứ cằn nhằn mãi, rồi làm khó làm dễ trong cái chuyện làm ăn. Nhưng mà cái chuyện nó chưa có nguôi ngoai, ba mới hay tin là bạn của con á, là nói là con bị một cái đám thanh niên xa lạ nào đó làm bậy, cho nên á vừa xót vừa tức giận, không chịu nổi cái sự gièm pha của hàng xóm, nên ba má phải đành bán nhà đi nơi khác. Ba con giận con tới mấy năm trời. Thời kỳ đó ổng làm ăn thất bại, ổng nhớ tới con, lên Sài Gòn chỗ biệt thự con ở thì tìm con không có ở đó, không biết con ở đâu mà tìm nữa. Lỗi lỡ con. Lúc đầu anh Sang chưa có kinh nghiệm ở thương trường, cho nên số vốn ban đầu ba má cho đã làm ăn thua lỗ. Con thấy anh cần vốn đi làm ăn, con lén ba má bán căn biệt thự đó để anh có tiền khởi nghiệp lại. Lúc con dọn đi cũng không có để lại địa chỉ cho chủ nhà mới. Một phần vì nghĩ ba má cũng chưa đâu có tha thứ cho con, nên con cũng không dám tìm về. Thời gian sau con nghĩ mọi chuyện đã nguôi ngoai rồi, con có về tìm lại ba má. Con tìm về thì nghe nói là ba má đã bán nhà dọn đi nơi khác, không ai biết địa chỉ ở đâu hết. Thật là nghiệt cảnh mà. Chưa tha thứ được chuyện này á, giờ lại tới chuyện khác ác nghiệt hơn nữa tía. À, tía có hỏi kỹ thằng Lâm rồi. Bác sĩ nói đó không phải là thuốc độc, nói là chỉ là thuốc ức chế thần kinh để cho hai che nó bay đừng có nóng nảy kích động thôi. Chứ không có chuyện gì hết trơn á. Hay là nó chỉ muốn bộ nó muốn gì được nấy hả tía? Con nói thiệt với tía nha, không phải là con không suy nghĩ, con cũng suy nghĩ nát nước hết rồi. Quán giận nó đó thì con cũng giận dữ lắm, nhưng mà nghĩ tới thằng Lâm con cũng cắn răng con dịu xuống. Con năn nỉ con Đông tha thứ cho nó đi, mà con Đông nó đâu có chịu đâu tía. Thì con Đông nó cứ việc khoáng hận thằng Sang, nhưng mà còn thằng Lâm, con Lâm thì nhỏ lớn giờ nó không có cha, giờ nó có cha rồi thì phải cho nó nhận cha nó chứ. Ngẫm lại thì con á cũng đâu phải là hư hèn gì, tại vì con dại khờ, con bị kẻ xấu nó hãm hại, chứ con đâu phải trai gái xa đò gì đâu. Nghĩ lại mà tội nghiệp cho hoàn cảnh của con. Gần đây ba má già yếu hết ba tới má bệnh hoạn, cho nên ba mới bàn với má con á bán hết gia sản ruộng vườn một phần á để cúng dường giúp đỡ những người cơ nhỡ, một phần thì để làm lộ phí đi tìm con. Nhưng mà gần đây tiền bạc đã cạn kiệt rồi, ba má nghĩ là chắc đã chết, ba má cũng không gặp mặt được con.
nhưng mà cũng nhờ có hai người bạn của con cho má biết ba đã còn ở cái chùa này. Con có về tìm ba má nhiều lần nhưng thật sự con cũng không biết phải tìm ở đâu nữa, nên con mới để địa chỉ này cho hai người đó, nhờ họ tìm giúp ba má giùm con, để cho phần nào con đỡ ân hận trước khi con. Con à, chắc có lẽ trời Phật hiểu được lòng thành của ba má, cho nên phù hộ cho gia đình mình hội ngộ ở đây đó con à. Con à, bao năm qua con sống như thế nào, con có được hạnh phúc không vậy con? Mà sao con ở đây có một mình vậy? Hai cái chuyện đó đâu có tách rời ra được tí ơi. Ơi, chị thấy trong nhà này á, con Đông nó nể sợ và nó nghe lời con nhiều nhất á. Bởi vậy nên con cũng lựa lời nói chuyện với nó, con phân tích cho nó rõ ngọn ngành. Chứ quan thù kéo dài hoài, xong rồi nghĩ tới cái chuyện rồi trả thù ngang trái này nọ nữa, chứ thêm làm khổ mình thôi à. Với lại thằng Sang á, ngày xưa nó bỏ đi á, vì nó cũng có lý do của nó. Lý do nó nghèo, nó khổ. Bây giờ nó đã lập nghiệp, đã thành công rồi. Có khi nó suy nghĩ, nó hối hận rồi nó trở lại, nó bù đắp cho con nó. Thì điều đó là điều tốt. Dạ hiểu sao không hiểu tí. Nhưng mà tí không có trải qua những cái năm tháng cơ cực của chị em con, cho nên tí dễ dàng nói tha thứ. Rồi người ở ngoài cuộc nhìn vô á, thấy xã hội bây giờ có nhiều chuyện nó còn khắc nghiệt, ác nghiệt hơn như vậy nữa, nên họ thấy đó là tầm thường. Rồi họ nói là chị em con khắc khe với người Sang quá. Nhưng mà tí không có biết đâu, chị em của con, má con của con đã phải xa vô địa ngục của cái xã hội này vì cái sự phản bội của thằng Sang. Tí không có hiểu hết đâu. Cái chuyện mà nó thuê người hại con Đông tán tận lương tâm vậy, giờ nói nhẹ nhàng buông bỏ, sao nhẹ nhàng được hả tí? Ôi, bây giờ có giận tới đâu á thì cũng không thay đổi được cái chuyện ngày xưa được. Nhưng bây giờ thấy cái kết có lợi cho con mình thì mình cũng nên thôi đi. Quan thù nên cởi con à. Ôm nặng trong người hoài thấy làm cho mình thêm nặng nề thôi, khổ sở thôi. Sống thảnh thơi mới thật sự mới là đáng sống. Chắc có lẽ đến nước mà con phải ở trong này là cuộc sống của con cùng cực lắm phải không con? Tại ba đó, ba thích lầm con, cho nên để cho con phải sống lưu lạc khổ sở thế này. Tại ba hết mà con. Ba đừng có nói vậy. Thật ra bao nhiêu năm nay cuộc sống con vẫn tốt, thậm chí là giàu có nơi đằng khác. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, cho nên con thấy cuộc sống này nó phù du quá. Con sống chỉ để tồn tại thôi, chứ có được sống đâu. Sao con nói vậy? Cuối đời này con cũng thấy mình không còn phải nợ nần gì trên cõi đời, nên con chỉ chờ đến ngày được giải thoát thôi ba má. Con ơi, ba má rất là hối hận nghĩ tới những chuyện mà làm với con lúc trước á, ba má đau lòng lắm. Bây giờ con về ở với ba má nha con. Về đi con. Ba má mấy chục năm nay mà gặp được con, ba mừng lắm con à. Ba má bây giờ sống ở đâu? Ba má có mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành á, tá túc qua ngày. Ngày ngày á đi tìm con khắp nơi, gặp cái chùa nào á thì vô cái chùa đó để cầu nguyện mong gặp được con.
Nếu mà ba má không gặp được con, chắc ba má chết không nhắm mắt. Má, đừng nói vậy. Chắc do là kiếp trước con gây nghiệp nặng quá, cho nên kiếp này còn phải trả má. Anh dạ nè, mình có chuyện gì mình về nhà mình nói nha con. Thôi hôm ấy mình vô lại Phật tổ đi con, rồi mình về nhé. Con xin lỗi ba má. Ba má về trước đi, rồi con ghé thăm ba má sau nha. Tôi về nghe. Tôi về. Con về tí ơi. Ủa, Tía với chị hai ăn cơm chưa vậy? Đang chờ mẹ con bay về ăn rồi nè. Con đói quá. Tía cho con vô ăn cơm trước nha. Đông, đợi anh Lâm về rồi ăn luôn. Nó sắp về rồi. Em đói quá hai, em không có chờ đâu. Đông, ngồi đây. Ngồi xuống đi, nói nghe nè. Đừng làm vậy mà. Thằng Lâm nó buồn tội nghiệp nó. Gì vậy hai? Hai tội nghiệp nó hả? Ai tội nghiệp cho em đây? Bây giờ thằng Lâm hàng ngày đi làm, rồi nó tiếp xúc, nó kêu kẻ đó là cha. Vậy nó có coi em ra cái gì không vậy hai? Nó đâu có nghĩ tới 20 năm tắm tối của em đâu. Ai? Ai tội nghiệp giùm cho em hả hai? Con cũng nghĩ lại đi. Thằng Lâm từ nhỏ tới giờ không có người đàn ông nào bảo bọc dạy dỗ nó. Bây giờ nó gặp được như vậy rồi, con phải cho nó hưởng phước chứ. Tía, từ nhỏ đến lớn con đâu có cha đâu tía. Ai thương con đây?